Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ỷ Thiên TV trong phần chơi Subnautica Below Zero Early Access. Và đây là Season 3. Trong tập trước chúng ta đã có được một cái Sea Truck. Và ngày hôm nay ta có thể sử dụng con Sea Truck này để đi xuống nơi sâu hơn. Và chúng ta trước khi đi nơi sâu hơn để mình coi mình có đủ mình làm thêm cái Power Cell không. Cái Power Cell là thứ rất là cần thiết, nhưng mà chúng ta không có Copper rồi đó. Chúng ta không làm được Power Cell rồi, cho nên ta chơi luôn, đi nào. Bây giờ chúng ta đã có được nhiệm vụ là ta sẽ phải đi xuống cái nơi sâu lắm. Ở đâu đó bên kia, không phải, ủa kỳ vậy. Ở đâu, chúng ta chưa thấy, sao trên bản đồ không có cái beacon gì chơi vậy. Hả, thôi nó không chỉ thì mình cũng đi nữa. Tại vì mình biết là chúng ta sẽ cần phải đi tới nơi đó. Và đường này, ui da, một em cá đã hy sinh. Và chúng ta phải đi theo con đường này, đi xuống bên dưới. Ôi ơi, có con Crash Fish. Chạy. Trước khi nó nổ banh tàu. Và chúng ta bơi ngang qua một con Crash Fish nữa. Hello. À nè. Xong. Hết rồi. Bây giờ mình sẽ cần phải nhìn lại đường đi một chút. Ở đây là cái chỗ chúng ta tìm được những cái pre-breeder với lại cái high capacity oxygen tank. Như vậy là ta cần phải xuống bên dưới này và có chỗ để scan kìa. Chúng ta cần tới một cái alien sanctuary. Và chúng ta được lệnh là không có được làm tổn hại đến những cái artifact hay là những cái cổ vật ở tại đây. Chúng ta có thể vô theo con đường này. Và đường dẫn vô có cái gì đó. Hả? Không có cái gì hết. Và ở trong này thấy là có khá nhiều khoáng sản rồi đó. Tuyệt vời, tuyệt vời. Và đầu bên này chúng ta hãy qua đây. Chúng ta có silver, đây là lead chứ. Lead và có vàng nè, gold nè, copper. Đập ra, không thấy có vàng. Và chỗ này chúng ta không scan được. Hồi xưa scan được nhưng bây giờ không scan được. Kỳ ta. Thay đổi cốt truyện, thay đổi luôn cách thức hoạt động của những thứ đó nữa hả? Và qua bên này một cái, sẵn tiện mình đang ở dưới đây. Chúng ta có gì bên đây nữa nè, đâu rồi. Đây là Silver Outcrop và Gold Outcrop. Ủa sao đập toàn Titanium không vậy? Nãy giờ Titanium không á nha. Và lại Titanium. Không kiếm được một cái loại khoáng sản nào đặc biệt hơn Titanium sao? Và đập tiếp coi. Đó, một Copper. Nãy giờ mới được một Copper. Và coi, vàng ở đây nè. Titanium. Titanium. Không phải, đó là cho vàng đó. Và để mình coi, mình nãy giờ đập được và 6 cục Titanium rồi. Căng thẳng chưa? Chúng ta vẫn còn nữa kìa. Thôi để mình đi vô sâu hơn cái. Ồ, mà khu này đúng, giờ sao thấy lạ quá vậy? Đúng rồi. Hình như là nó chật hẹp hơn hồi xưa rất là nhiều. Hồi xưa nó rộng rãi, thoáng mát lắm, đi nó khỏe lắm. Vô tới đây nó mới bắt đầu rộng ra nè. Lúc mà chúng ta đi vô, mình nhớ là cái đường vô nó cũng rộng rãi lắm. Và ta đang đi vô sâu hơn. Đi vô thiệt sâu. Trong này nó có một cái công trình gì đó. Và công trình này, chúng ta hãy ngó. Chúng ta cập nhật lên có điều gì đặc biệt ở đây hay không thì phải ngó trước đã. Sau khi ngó xong đã đời rồi. Coi chừng, coi chừng. Chúng ta xuống độ sâu là 200m là ngay lập tức nó sẽ chịu ảnh hưởng đó. Và thông báo, ở đây đang sử dụng cái phần năng lượng dự phòng, năng lượng khẩn cấp để có thể hoạt động khu vực này. Khu vực này có gì? Ủa, tại sao những cái phần tiếng này bỏ hết rồi? Hồi trước mình nhớ có tiếng này luôn rồi mà ta. Con người kia, hãy quay lại đi. Ta không muốn làm ngươi sợ. Bởi vì ta rất là mạnh mẽ. Ta tới đây chỉ vì là ta tò mò thôi. Ngươi là ai? Không được rồi. Hả? Ngươi đang chết, dần chết mòn đi à. Đúng rồi. Và chúng... Hả? Đã tìm thấy được kho chứa hay là một cái thùng chứa? Không. Ở đâu? Và chúng ta có được Iron Cup. Scan Iron Cup. Lụm dè, một cục Iron Cup đẹp quá. Rồi lụm tiếp.
chúng ta có được 3 cục Iron Cup. Và xong vô chính giữa. Đó, trái tim của khu vực này là ở đây. Và đây là nơi mà ngươi được chứa hả? Ồ. Đây là nơi chứa kỹ thuật số, đề phòng trường hợp là có cái gì đó nó xảy ra. Giờ ta chỉ còn một vài tiếng có thể sống thôi. Giờ có thể là ngươi không thích, nhưng mà ta sẽ rất là cảm kích. Và chúng ta hãy đi ngó một vòng thử coi khu vực này họ có cập nhật cái gì hay không. Nhưng mà mình biết một điều là chúng ta không còn cái phần voice over hay là cái phần lồng tiếng nữa. Họ đã bỏ mất phần lồng tiếng, chắc họ định lồng tiếng lại. Thả tôi ra! Không, tôi muốn đi ra! Tôi không muốn có ai nhập thể đâu. Chúng ta có AI nhập thể. Không phải là ai nhập thể đâu nha. AI nhập thể. AI là trí tuệ nhân tạo. Đây là trí tuệ nhân tạo. Nó sắp nhập thể mình rồi. Chúng ta đã sẵn sàng để đón nhận cái cục này nhập vào cơ thể của chúng ta. Và bấm. Chuyện gì sẽ xảy ra? Nó phát tán cái gì kìa? Thả tôi ra! Thả tôi ra! Làm thấy ghê mà. Bà đó bà đâu có la gì đâu. Chuyện gì vậy hả? Chuyện gì vậy? Nó mở mắt ra kìa. Không. Ôi, nó chiếu đèn nữa kìa. Ôi, có gì đó, ngôn ngữ gì đó. Rồi, mọi thứ tối sầm lại. Và chúng ta đang nằm trên mặt đất. Đây là đâu? Hết biết luôn. Ta còn nhớ gì hay không? Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Đó. Chuyển đổi thành công. Và tất cả mọi thứ đã được chuyển đổi xong. Hả? Bây giờ ngươi đang ở trong đầu ta. Ngươi làm ta sợ, ngươi làm ta giật mình đó nha. Chúng ta cần Sanctuary Power Fail. Và cái phần năng lượng ở đây hết rồi. Mất điện, chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây thôi. Chúng ta phải dọt khỏi đây. Cho tôi ra. Đây là cái quy trình mà chúng ta có. Chúng ta sau khi lấy mất cái người điều khiển tại đây thì chúng ta sẽ phải đi ra. Và điều gì đang diễn ra tại đây? Tại sao nó lại như vậy? Đó là điều mà chúng ta cần phải từ từ tìm hiểu. Nhảy xuống cao quá cũng bị té đau nữa kìa. Và chạy lên. Đây là đâu? Điên hồn biết đây là đâu luôn. Và mau chạy ra. Nơi này có sụp đổ hay không? Mau mau chạy ra. Cho tôi ra. Rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Và chỉ có một vài cái thông tin bị mất thôi. Không thể nào nhớ được điều gì cả hết. Rồi, tên là gì? Bây giờ chúng ta không sử dụng cái từ ngữ như vậy. Và tên gì? Bây giờ ta sẽ nhận được một cái thông tin kế tiếp. ALN. Ủa, tại sao nó lại không có ta? Những cái này thì theo mình nghĩ là nó đã có cập nhật hết rồi mà ta. Kỳ vậy. Alan. Người ngoài hành tinh tên là Alan. Bây giờ ta nhìn xuống. Khoan. Ở đây đi xuống sâu hơn 200m. Nó rất là nguy hiểm. Warning. Khó xuống dưới quá. Bây giờ phải nâng cấp trước đã. Giờ xuống dưới là thôi banh chành luôn á. Giờ mình sẽ cần phải nổi lên chút. Hui. Có con cá mập. Cá mập hả? Cá mập. Cá mập, ôi ơi. Nó né. Chúng ta bơi lên nhưng mà bị nó né rồi. Không có làm gì được nó hết. Và để mình đi ra một cái. Ủa, đâu cần phải ra đâu ta. Chúng ta có thể ngồi ở trỏng cho nó an toàn. Và ta mở lên coi. Chúng ta có cái repair tool chưa? Chúng ta coi trong cái phần này. Repair tool có, nhưng chưa có thực hiện. Ta cần có crystalline sulfur. Ta sẽ cần phải có repair tool để mình có thể sửa chữa được. Và mình chưa chế tạo repair tool. Như vậy ta phải xuống dưới một lần nữa để tìm mấy con crabfish. Và theo mình nhớ là mình không có lấy cái crystalline sulfur về. Chúng ta nên uống nước một cái. Đây, nước uống.
Vital Sign Stabilize. Mọi thứ đã bình thường trở lại. Qua bên đây đi tìm con Crashfish. Đường về đâu? Ủa, đường về ở phía bên kia. Như vậy chúng ta sẽ cần phải quay ngược về. Trên đường qua đây chúng ta gặp 2-3 con Crashfish gì đó. Và tưởng lithium chứ. Nhìn vậy tưởng lithium nhưng mà không phải. Dễ gì ở đây nó có lithium được. Chúng ta hãy nhìn qua nhìn lại chỗ này có Crashfish hay không. Tiếng gì vậy? Đó. Hello. Đi xuống. Và có nhiều cái phần để scan. Nhưng mà thôi không cần scan đâu. Bên kia có Crashfish nữa không? Có một con nữa kìa. Đó. Ủa, nó thải ra xong rồi, cái con nó bơi đâu rồi? Bây giờ cá mập đâu? Cá mập. Giỡn mà. Rồi, phơi bụng. Và có một số bạn hỏi mình, anh ơi sao anh không phơi bụng cái con mà là Viathan nào nữa hết? Tại vì người ta không có cho phép chúng ta làm điều đó nữa. Có thể là do trong cái phần 1 là cái phần Subnautica á, nhiều người họ phơi bụng mấy cái con Leviathan quá, nên người ta không có cho chúng ta làm chuyện đó nữa. Và trong đó cũng có mình cũng cho phơi bụng nhiều con lắm. Gặp con nào là phơi bụng con đó à. Nhưng mà lần này thấy là không có cho làm chuyện đó nữa. Chắc là để hạn chế. Giỡn mặt. Có tin là về làm thịt cá mập không cưng? Nè. Nó bơi. Ủa sao nó bơi chém chút? Nó bơi sao mà chém chút? Giỡn mặt nè. Đừng có giỡn với chị. Chị xử hết. Mấy đứa ẩu quá. Dám giỡn mặt. Rồi chúng ta còn medkit không? Vẫn còn. Chúng ta hồi máu lại một cái. Như vậy chúng ta đã có hai cái crystallized sulfur. Và để mình nhìn xung quanh đây, chúng ta có được mấy cái led. Cho nên chúng ta quay ra lấy luôn. Led cũng khó kiếm. Và chúng ta còn rất nhiều chỗ. Sẵn đây lại là titanium. Ta kiếm copper chứ. Đập ra coi. Copper ọt. Ủa đâu rồi? Và nó còn trên này. Ta lên trển. Led coi. Đúng vậy, phải cho led chứ. Rồi bên đây. Có hai con đang nằm ở đó, dám giỡn mặt. Rồi nãy mình thấy hình như có led ở đâu đó nữa. À, còn một cái ngay đó với một cái phần ở đây. Chúng ta lấy luôn. À, ta scan được cái tổ nó kìa. Đây là sulfur plant. Bùm. Lên trên này. Còn một miếng. Đập ra. Được copper. Xuống bên dưới. Chúng ta hãy lấy thêm những cái phần này đây. Đây là ribbon plant. Để chúng ta về làm được mấy cái cục pin. Cái con kia nó cản đường quá. Scan được không? Scan cho xong luôn rồi. Dám giỡn mặt nè. Giỡn mặt là không có cái kết cục tốt đẹp đâu nha. Và qua bên đây chúng ta có một phần của Sea Truck. Rồi ta lấy cái Ribbon Plant. Ribbon Plant đã có. Dòm xung quanh một phát nữa. À, nữa kìa. Đâu. Chưa biết tiếng hả? Đứng lại. Bơi đâu? Chạy đâu? Không chạy được rồi. Nó giật giật luôn rồi cả các bạn ơi. Ê, nữa hả? Ơi, nó giả bộ. Nó giả chết thôi. Ôi da, nó dám cắn tôi. Giả chết nè. Ở đó mà giả chết. Để mình đi xuống mình lấy lại cái miếng table coral. Giờ chặt ra được có một miếng à. Chúng ta đi tìm cũng mệt luôn á. Ôi, nhanh lên. Sắp hết oxygen rồi. Vô trong sea truck ngồi. Và chúng ta có đầy đủ inventory. Có thể về được rồi đó.
Như vậy là mình sẽ cần phải làm thêm một cái compass, ta phải làm thêm một cái repair tool, ta cắm cái repair tool lên luôn. Và ta có đem theo cái habitat builder hay không? Có. Giờ để mình ngó luôn, mình có thể chế tạo được cái gì? Chúng ta chế tạo được sea truck. Đây là vehicle upgrade. Cái này rất là cần thiết để mình có thể xuống được sâu hơn. Như vậy chúng ta cắm cái này lên luôn. Enemy class cần có diamond. Có vẻ như mấy thứ đó là ổn rồi đó, không khó khăn lắm. Bây giờ chúng ta chạy ra đây, nhìn lên phía trên, xác định phương hướng. Và chúng ta sẽ phải thẳng tiến về bên kia. Chúng ta đã quay trở về. Và ta hãy vô trong nhà. Chúng ta sẽ cần phải lấy silicon rubber. Nhưng mà trước khi đó, mình sẽ cần phải làm, ở đây là có một cục pin, chúng ta làm copper trước đi. Và ta cần phải có thêm một cái wiring kit, nghĩa là cần có 2 silver. Và trong này có 1 silver. Chúng ta không có đủ silver rồi. Và titanium thì một đống. Chúng ta lấy thêm titanium một cái. Chúng ta sẽ cần có thêm, không, chúng ta sẽ cần có enamel glass thì khoan. Cứ làm titanium minh gịch trước một cái. Rồi kiến nè. Kiến và cái này. Wow, mình có nhiều mấy cái sun deposit quá vậy. Bây giờ ta cất cái này vô. À, crystallized sulfur chúng ta cũng có. Và ribbon plant. Wow. Tiếng gì ghê vậy? Sấm chớp hả? Chúng ta sẽ cần phải làm class. Enamel class. Hình như là cần một kiến thì phải. À, nó cần có led nữa. Hơn là chúng ta có lấy led. Đúng một led luôn. Căng thẳng quá. Và enamel class. Chúng ta đang làm cái upgrade nè các bạn. Nó cần 2 cái. Và diamond. Diamond có. Như vậy chúng ta phải kiếm thêm class thôi. Cái đó không có vấn đề gì. Và ta cần một cục titanium với lại một cái silicon rubber. Là chúng ta có thể làm được liền. Đây là cây repair tool. Và ở ngoài có chuyện gì mà hả? Ồn ào dữ vậy. Chúng ta lên trên coi bão tuyết hay gì vậy. Ôi, cái này là bão sấm sét thôi. Xuống. Khi mà thấy sấm sét như vậy, đừng có bao giờ đứng ở một cái chỗ nào mà đồng không mong quạnh. Chúng ta sẽ trở thành cột thu lôi đó. Nguy hiểm lắm. Dễ bị đập trúng lắm. Chúng ta mau tránh khỏi chỗ đó. Và mân mê cái cây repair tool. Lần đầu thấy đẹp quá. Giờ chúng ta hãy sửa chữa cái con sea truck. Và mình sẽ cần phải kiếm thêm 2 cord nữa. Ủa sao vậy? Sao sửa tới 96? À nó là power. Nhưng phải là sửa tới 96 nó dừng lại. Chúng ta có gì ở đây? À, titanium. Giờ ta đi kiếm thêm 2 cord nữa coi. Lấy cái này. Tìm. Cord đâu? Tracking. Đã thấy cord. Và kêu lên. Đó. Đi đây qua đây thấy cord nè. Từ từ bình tĩnh. Thấy cord chưa? Chưa. Chúng ta còn nhiều chỗ không? Ơ chuyện gì vậy? À, bình tĩnh. Máy yếu. Nhiều khi mở lên nó bị giật á. Và ta mau đập ra một cái. Rồi tracking đâu? Ồ, nó chỉ về mình về hướng bên đây. Ủa sao chỉ về hướng bên đây? Cái này chắc không tin tưởng được. À, đây rồi. Nó đây. Có một cái. Và bên này chúng ta có một cái gì nữa. Và nó đang tracking kìa. Đó. Nó gần tới chưa? Tracking tới chưa? Chưa thấy. Giờ để mình lấy cái phao. Airblader. Ui, là thở, chưa kịp thở dưới chân à. Xuống dưới trở lại. Và nó tracking nó gần tới rồi kìa. Đừng nói nó chỉ xuống dưới lòng đất nha. Nó chỉ xuống dưới lòng đất thì cũng như không thôi. Chúng ta đâu xuống dưới lòng đất được trong thời điểm này đâu. Và nó chỉ hồi mình đi qua đây luôn. Hay ghê luôn. Và ta đập này ra chơi coi. Đó. Ở đây có mấy cord kìa. Lấy. Rồi nữa hả. Ôi trò chơi. Đây là trò chơi rượt bắt. Ở đó mà phát nổ hoài. Mấy cái con này ồn ào ghê luôn. Đây là Blader Fish. Mình sẽ cần phải kiếm con Active Ray. Blader Fish chúng ta còn nước không? Ta nên bắt thêm đi. Rồi, nó đây. Thêm một con nữa. Quá dữ. Và Active Ray đâu? Đó. Active Ray. Ấy, full inventory rồi. Rồi, Active Ray quay lại. Active Ray.
chụp và scan nó một cái. Scan nó. Đây là Arctic Ray. Ủa sao scan ra boomerang là sao? Đứng lại, cho scan cái coi. Scan cái thôi, có gì đâu làm ghê vậy. Chạy mất tiêu. Và chúng ta sẽ cần phải có thêm một code nữa. Cho nên chúng ta lấy cái đồ này đi dò cái code coi nó nằm đâu à. Searching. Đang tìm. Lại lấy thêm cái nữa cho nó đẹp. Nó đủ số lượng, làm được một kiến. Và nó kìa, thấy rồi, lấy và bơi lên. Nhảy lên luôn. Tại vì cái lực nó đẩy lên mạnh quá, chúng ta bay lên khỏi mặt nước luôn. Bây giờ chúng ta thấy quay về để ta làm được thêm một cái Enemo class nữa. Và nó đâu? Giờ nó sẽ cần có diamond. Chúng ta chưa lấy diamond. Và diamond đây, mình chỉ có một lithium thôi. Chúng ta sẽ phải làm cái này. Chúng ta thiếu lead rồi. Chúng ta sẽ cần kiếm thêm lithium nữa. Như vậy là con đường chúng ta đi cần phải có hai thứ. Đó chính là một lead và thêm một lithium. Và bây giờ để mình làm cái con ướp muối rồi. Chúng ta sẽ làm nước và cái đồ ướp muối để ta có đồ ăn trên đường đi. Mình đang đi tìm lithium. Và chúng ta đang đi vô một cái vùng biển tối thui luôn. Tại vì nơi đây nó có mấy cái ống khói nhà máy. Đây là nhà máy thiên nhiên. Nó xả ra cái hơi nóng. Và dưới đây không thấy gì. Chúng ta hãy đi lên bên đây. Chúng ta có cái gì đây? Đó là Citrus Module gì ạ? Hình như cái module nó là Aquarium á. Mình đã có rồi. Chính xác. Aquarium chúng ta có rồi thì phải. Để kiểm tra lại coi. Ở đây nó có cái chỗ để search mấy cái module này được thì khỏe ha. À và Citrus Aquarium Module có. Như vậy chúng ta không cần phải scan nữa. Và bên đây. Đó. Đây là lead outcrop nè. Xuống dưới. Đập ra. Và được một lead. Yay. Bước tiếp theo là tìm lithium. Lithium thì ở đây cũng vẫn có. Nhưng mà cái tỷ lệ theo mình nhớ là nó không có được cao. Còn không chúng ta sẽ phải xuống sâu hơn nữa. Và có cái gì bên kia vậy? Vừa mới đi tới thấy có gì bên đó liền à. Chắc là Citrus quá. Chúng ta kiếm được Silver và Citrus Fragment. Cũng không có gì đặc biệt lắm. Ở đây mở đèn lên cái. Có gì bên dưới? Có con cá thôi. Và có vàng, có diamond, có kim cương. Rồi nhìn ở đây. Đó, magnetite. Thấy magnetite nhưng phải thấy lithium nữa chứ. Vui vậy. Và magnetite cũng là một trong những thứ chúng ta cần đó. Và nghe tiếng bonsai kìa. Nhìn. Chắc phải xuống sâu hơn một chút. Thôi để mình đi bằng con Citrus đi. Chúng ta khỏi phải thở. Chúng ta chủ yếu đi Citrus qua đây là vậy mà. Chúng ta sử dụng cái oxygen ở trong Citrus. Và chúng ta nghe tiếng núi lửa đang hoạt động. Không phải đâu. Giống tiếng núi lửa. Mình cứ nghĩ tiếng núi lửa không à. Nhưng mà thực tế là cái tiếng ở phía trên á. Đây là Aquarium Module đúng không? Sao thấy cái đó hoài ta? Khu vực này hơi nhiều rồi đó. Và ở đây nó kéo mình quay ngược lại. Giờ chúng ta sẽ còn cần một cái lithium. Lithium. Và bên đây có silver. Chúng ta thấy có hai cái silver outcrop. Lấy luôn. Kiểm tra. Chúng ta có chỗ dư xăng. Đâu rồi? Ủa? Nó đâu rồi? À đây nè. Đập. Được silver. Và bên này. Đập. Được titanium. Sau khi chúng ta đã có được thêm một cái lead nữa là quá tuyệt vời rồi. Bây giờ đang kiếm lithium thôi. Lithium là cũng thuộc dạng hàng hiếm á. Cho nên phải căng con mắt ra mà dòm. Nó nằm ở trên mặt đất. Và dòm vòng vòng xung quanh đây. Hình như nó cà phê không? Không phải. Bonsai. Đây là lead outcrop. Và thêm lead outcrop nữa. Mình biết có một chỗ chắc chắn có lithium. Nhưng mà nó hơi nguy hiểm một chút. Chúng ta có thể qua bển cũng được. Chắc chắn có. Có ai nhớ nơi nào hay không? Đó là mấy tiếng con bonsai thôi. Ê, đây là cái gì? Đây là cái gì? Đây là cái gì?
nhìn cục đá xem nó có điều gì đặc biệt. Và nãy có con bon sát nó vừa cạp cái C-truck. Cục đá này sao đặc biệt quá vậy? Nó lại nhô ra khỏi cái chỗ này. Có ý nghĩa gì hay không? Không có chuyện gì xảy ra. Và bây giờ chúng ta có gì bên này không? Để mình ngó một cái. Như vậy là lithium ở đây không thấy có nhiều. Nhớ ở đây vẫn có lithium, nhưng mà cái tỷ lệ nó rất là ít. Thường chúng ta qua đây ta kiếm được vàng với lại bạc, silver nhiều hơn. Thôi quay lại đi. C-truck đâu? Giờ thay vì chúng ta đi vòng qua bên phải, ta sẽ đi vòng qua bên trái. Tính từ cái con Lightpot, chúng ta đi vòng qua bên trái. Lightpot đâu? Đây ta đi qua bên... Đúng rồi, chúng ta sẽ cần phải quay ngược về phía bên kia. Thì cái đường, cái trung tâm á, là cái chỗ mà trong tập trước chúng ta đi lên cái hòn đảo. Bây giờ ta chỉ cần đi qua bên phải, đi qua bên trái chứ. Đi qua bên trái, bên đó chắc chắn có rất nhiều lithium. Nhưng mà cái chuyện qua bển nó cũng rất là nguy hiểm. Nơi nguy hiểm nhất là nơi không có an toàn nhất đâu. Nơi nguy hiểm có được đồ, nghĩa là bạn sẽ phải dấn thân vô những nơi đó để kiếm thêm đồ. Và chúng ta hãy nhìn xung quanh. Nếu kiếm được một cái lithium thì giọt về luôn, khỏi cần phải vô chổng cho nguy hiểm làm gì trong thời điểm này. À, chúng ta có cái núi lửa ở đây. Ở đây là cái khu vực chính giữa của hòn đảo nè. Chúng ta cứ việc thẳng tiến về bên đây thôi. Diamond, đủ thứ hết. Đi về bên này. Và có cái cục gì bự bự vậy? Đó, tới rồi nè. Mới nói, đi qua đây là tới liền luôn. Chúng ta đang đi qua đây vào buổi tối. Và con C-truck của mình cũng chưa có cái nâng cấp nào hết trơn hết á. Qua đây nó rất là nguy hiểm. Chúng ta không có tăng tốc bỏ chạy được. Chúng ta đang là một miếng mồi ngon của một con vật rất là khủng khiếp. Đi đâu sao lộn qua bên này rồi. Bình tĩnh. Chúng ta qua bên trái. Ây da, chỗ này là gần chỗ của nó lắm. Thôi cố gắng tìm lithium cái, nhớ ngó nghe tiếng nha. Nghe tiếng là ba chân bốn cẳng chạy. Đây mới là bon sát thôi. Từ từ. Đây, ủa sao có cái gì hình hài gì kỳ lạ quá vậy? Cục đá hình hài thật là kỳ lạ. Và chúng ta bắt đầu đi qua tới bên này luôn rồi hả? Ôi, lộn đường rồi. Tại vì mình nhớ ở đây, ngay chỗ này là ngay cái hang ổ của nó luôn. Chúng ta chưa có khả năng tăng tốc nữa. Bây giờ vô đây nguy hiểm quá. Ở đây chưa, có thể an toàn được chút. Và xuống dưới. Nhớ ngó. Tối thui. Sao vô đây hồi tối thui vậy? Ghê quá các bạn ơi. Lithium đâu? Tôi chỉ muốn tìm lithium thôi. Vậy chúng ta bơi một vòng ra. Trong bóng đêm em lặng lẽ xuất hiện. Thì không có lithium luôn hả? Chơi kỳ vậy. Ta đang dấn thân vào cái chỗ rất là nguy hiểm rồi mà chưa thấy lithium nữa. Và xuống dưới. Ở đây là Lily Pad Island. Rồi khoan đi. Chúng ta chưa cần qua Lily Pad Island đâu. Bây giờ chỗ chúng ta tới sẽ là chỗ Purple Van này. Nó kìa. Đây rồi, lithium. Và nhìn xung quanh có tảng băng thật lớn. Bên đây có một bầy bon sát sau lưng. Có vẻ an toàn. Bước ra. Mau chóng gom đồ. Chúng ta sẽ gom lithium đem về. Và chuyến đi này đã có được thu hoạch lithium rất là lớn. Tuyệt vời. Chúng ta có được mấy cục này nhiều lắm rồi đó. Để mình ham vui cái nữa coi. Người ta gọi là ham vui. Chỗ này có vẻ an toàn nha. Thì theo mình nhớ chỗ này an toàn đó. Chúng ta đi qua bên kia.
Làm sao mình biết được chúng ta có thể kiếm đồ tại đây? Ở đây là chơi lại lần thứ ba rồi nha các bạn. Chúng ta qua bên kia một cái. Hình như là... ơi, làm giật mình. Như trời nó sáng lên chút. Rồi, và đây rồi, đây rồi, đây rồi. Sẵn tiện qua đây gom đồ. Nó đó, nó đó. Ở đây nó phải trời sáng thì nó mới dễ nhìn được. Trời không sáng thì hơi phê một chút. Đây là... ủa? Giỡn hả? À, fabricator nè. Aquarium gì hoài vậy? Fabricator module. Đây là cái gì? Đây không là gì hết. Và bên này chúng ta có Purple Van Savage. Sea Truck Fragment. Không phải. Để xin phép tịch water. Ôi 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 ôi. Đi ra, đi ra, đi ra. Đi ra, đi ra. Mấy cái con bon sát này dám tấn công tôi à. Ở đây chúng ta hình như là còn lithium đó. À đây nó có một cái gì đây nè, gì đây nè. Mở lên. Rồi chúng ta có control room. Phòng điều khiển. Quá đã, quá đã. Rồi nhìn nhìn xung quanh. Kiếm thêm được cái gì thì kiếm. Bên kia. Chiếu đèn pin vô. Đó, lithium, thấy rồi. Giờ để mình vô trọng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Kiểm tra. Chúng ta có những cái đồ này đúng không? Bây giờ cần phải uống nước một cái. Đáng lẽ mình nên bỏ một vài thứ cần chế tạo ở nhà để chúng ta có nhiều chỗ hơn. Và bây giờ ta qua bên kia một cái. Nổi máu lên đi lấy lithium. Phía bên trái là nơi nguy hiểm. Rồi vô. Lithium. Đó, 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 đó. Đó. Tôi nghe rồi nha. Tôi nghe rồi. Nghe rồi, nghe rồi. Người ta đã không có muốn chúng ta tới đây thì chúng ta hãy mau dọt đi trước khi người ta thả chó ra. Nguy hiểm lắm, đóng cửa thả chó mệt lắm đó. Dọt, 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 dọt. Ở bên đó có cái con ghê lắm. Ít nhất cũng phải có được cái độ tăng tốc để chúng ta dọt khỏi chỗ này. Hoặc là bạn sẽ cần phải có stasis rifle thì mới nên vô đây. Tại vì vô đây nó có cái con nó ghê lắm. Cái con đó mà chém mỏi tay luôn, không xi nhê gì hết trơn á đó. Chém mỏi tay thiệt luôn á. Đó, tiếng bom sát thôi, cứ vô tư. Bình tĩnh. Giờ người ta đang ngắm nghía coi còn gì nữa không để có thể gom đem về. Ngắm nghía một cái. Và bên đây nó quay lại. Úi, giỡn mặt nè. Tông cho một cái. Giờ chúng ta sẽ đi thẳng trực tiếp về căn cứ luôn. Chúng ta đã quay trở về căn cứ thân yêu. Và mau bơi vô trọng. Bây giờ ta có thể làm được công thức của cái gì nào? Đầu tiên là plasteel. Plasteel một cái. Kế tiếp chúng ta sẽ làm enamel class. Và ta đã sẵn sàng để thực hiện được công thức. Sau khi chúng ta liều mình đi tìm tài nguyên, chuẩn bị chế tạo những cái nâng cấp cho cái con sea truck, nhưng mà mình vẫn chưa làm được. Tại vì chúng ta sẽ cần một cái bảng điều khiển được gắn ở trong moon pool. Mà cái bảng điều khiển đó ta vẫn chưa chế tạo được. Như vậy là ta sẽ gác chuyện nâng cấp cái con sea truck qua một bên. Giờ chúng ta nâng cấp được cái gì ở bển thì nâng cấp trước đi. Mình sẽ cần phải có thêm một cái wiring kit. Đây, đây là wiring kit. Và ta có được cái compass. Chúng ta làm cái compass trước. Cái compass đâu? Nó đây. Sau khi có cái compass, chúng ta có thể đeo lên, ta biết được phương hướng. Và nhìn đây, chúng ta thấy được phương hướng. Sea truck thấy được bên đây. Như vậy là chúng ta đã biết được phương hướng rồi. Tuyệt vời. Và những cái mình đang để ở phía bên phải thì những cái đó tạm thời chưa làm được. Thì nhìn vô đây, chúng ta cần gì nữa không? Những thứ này thì ta cần có cái Pathfinder tool để chúng ta biết đường đi ra ở những cái hang động. Rồi bên này, Floating Air Pump. Đây cũng là một thứ rất là thú vị. Chúng ta sử dụng cũng nhiều. Rồi có cái fin. Ủa, mình làm cái fin chưa? Cái fin rồi. Cái fin để chúng ta có thể bơi được khỏe hơn. Bên đây cũng không có gì đặc biệt hết.
Và cái storage, cái waterproof locker này là cái hộp chứa đồ, nó nhỏ xíu à, nó mà làm được gì nhiều hết trơn á đó. Như vậy chúng ta sẽ còn cần phải đi khám phá thêm nhiều thứ nữa để kiếm được những thứ cần thiết để có thể sinh sống được ở trên cái hành tinh này trong thời gian này đây. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây và hẹn các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye. Và dính ở trên này luôn rồi.